Có hai cách để mà chúng ta có thể xem được camera IMU ở trên MacBook nha. Cái đầu tiên đó thì chúng ta có thể vào trực tiếp trên App Store luôn. Và chúng ta tìm tới cái app có tên là IMU Line. Đây. Còn thấy chúng ta chỉ tải về và cài đặt lên. Cái này khá là đơn giản nha. Hiện tại mình đang sử dụng trên MacBook Pro. Thì nó có cái chip M1, nó có hỗ trợ luôn cái ứng dụng này trên app. Thì bà con cứ đăng nhập lên thôi. Thì bà con thấy nè, đây là cái thời gian hiện tại nè, 1:35. Thì ở bên đây giờ hệ thống đây 11:35, có nghĩa là chúng ta đang xem trực tiếp ở trên đây trực tiếp luôn. Cách thứ hai á thì bà con sẽ tải cái ứng dụng là Smart BSS về. Cái này mình đã xóa ra để hướng dẫn cho bà con thôi chứ đúng ra là mình đã có rồi nha. Thì đầu tiên chúng ta tải về và đăng nhập vô thì nó chỉ thế này thôi đúng không? Thì sau đó chúng ta sẽ qua cái thẻ nè, chúng ta sẽ tới có thể là device nha. Rồi sau đó bà con sẽ bấm auto search nè, có nghĩa là chúng ta đang sử dụng cùng mạng đó. Thì nó phát hiện ra cái con camera nãy chúng ta xem nè. Cái này mình đã đặt IP tịnh nó là 1.33 rồi. Thì mình tích vào. Chọn Add. Nó họ có Add hay không? Bấm OK. Rồi ở trên này sẽ là Admin. Còn ở dưới á sẽ là cái mã an toàn nằm trên thân camera nha. Cái này mình cũng hướng dẫn bà con lấy rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ nhập vào thôi. Rồi sau khi nhập xong thì chúng ta OK. Đây bà con thấy ngay lập tức là ở đây nó báo online liền. Rồi vậy là mình đã Add được cái con F22D này thành công. Bây giờ mình sẽ quay ra nè, qua cái thẻ live view nhập vô, và con thấy nó đấy, nó sẽ lên được cái con camera mình đang cần xem liền. Rồi hiện tại bạn thấy nó bị zoom lên đúng không, thì chúng ta sẽ chỉnh nó lại nha. Cái này là do mình để cái bên màn hình phụ á, nó không phù hợp được phân giải nên nó bị lỗi nha. Mình kéo qua cái màn hình chính bên kia thì nó sẽ không bị cái này. Còn thấy này nha, thì chúng ta có thể xem ở đây nè. Và bây giờ mình sẽ mở lại cái emulate cho chúng ta xem nha. Đây hai cái. Đây bà con thấy là chúng ta có thể xem được hoàn toàn hai bên. Hai cái app này bà con muốn sử dụng cái nào cũng được. Nhưng bà con thấy cái ở bên cái app iMobile thì cảm giác nó mờ mờ hơn ha. Còn trong khi cái bên Smart BSS này thì thấy nó trong hơn, nét hơn. Và ở đây mà mình chỉnh cái gì đó là nó sẽ bị lỗi nha. Đấy, mình chỉnh là nó sẽ bị lỗi liền. Phải kéo qua bên cái màn hình chính của bên Mac á, tại vì hai cái này độ phân giải nó không có tương đồng với nhau. Nên mình phải kéo qua kéo lại như thế này nè thì nó mới ra được cái màn hình full, chứ không mình nó sẽ không full được đâu. Do cái màn hình này của mình là màn hình rời, nó không phù hợp thôi, không tương thích thôi. Rồi đây là hai cách mà bà con có thể tùy chỉnh theo cái cách nào mà phù hợp với mình. Và bà con còn thắc mắc hay hỗ trợ gì nữa thì hãy bình luận lại trong video và nhớ follow mình để biết thêm nhiều thông tin.